bạn phải nhận một cái doanh số như này, bạn phải tự tuyển quân như này và người ta sẽ bơm một lượng tiền như này. Và mức lương rất là vừa phải. Vâng, nhưng còn quan trọng nữa là ở các sếp offer xem có phù hợp hay không. Tôi chỉ đưa ra cái mức này là mức bay. Nếu như mà bạn không chốt được deal thành công với cả sếp Lan thì dạ, tôi sẽ làm cái nhiệm vụ để kết nối bạn gặp với chủ tịch Lê Đức Thuấn. Với mức lương này thì tuy rằng nó cũng không hề thấp nhưng nó đang chưa vượt qua được mức lương kỳ vọng của bạn. Khi mà bạn trao đổi với người điều hành của công ty dạ, thì họ sẽ biết là bạn sẽ quản lý cái vùng nào. Thưa quý vị, với hai đèn xanh đến từ các sếp thì ứng viên của chúng tôi đã bước vào vòng cơ hội cho ai, và sau đây sẽ là phần đưa ra các offer đến từ các sếp. Mời sếp Lan ạ. Về trưởng phòng kinh doanh hay là giám đốc kinh doanh ấy, thì sẽ phụ thuộc vào việc bạn sẽ gặp tổng giám đốc của công ty thức ăn chăn nuôi gia súc. Nếu bạn ở vị trí giám đốc nhé, thì bạn sẽ gần như là chủ luôn ấy. Tức là bạn phải nhận một cái doanh số như này, bạn phải tự tuyển quân như này và người ta sẽ bơm một lượng tiền như này để cho bạn tự nuôi quân và bạn tự phải trừ chi phí tranh ra đi. Thì cực kỳ hợp với em luôn. Dạ, nó cũng là một cái khả năng start up cho em. Tôi sẽ offer cho bạn cái vị trí quản lý dự án. Dạ. Một trong những công ty trong tập đoàn. Và tôi chỉ đưa ra cái mức này là mức bay. Nếu như mà bạn không chốt được deal thành công với cả sếp Lan thì dạ, tôi sẽ làm cái nhiệm vụ để kết nối bạn gặp với chủ tịch Lê Đức Thuấn. Vâng ạ, rất tuyệt vời. Và bây giờ thì xin mời các sếp hãy nhập offer của mình bằng con số vào hệ thống để chúng tôi ghi nhận. Và sau đây tôi xin giới thiệu mức lương kỳ vọng của bạn Phú. Xin mời. $29,999,999 một mức lương rất là vừa phải. Vâng, nhưng còn quan trọng nữa là ở các sếp ở offer xem có phù hợp hay không. Chúng tôi xin mời offer đầu tiên. $26,868,686, đó là offer đến từ sếp Trung Hiếu và vị trí đó là quản lý dự án trong tập đoàn BNA. Và với mức lương này thì tuy rằng nó cũng không hề thấp nhưng nó đang chưa vượt qua được mức lương kỳ vọng của bạn. Chúng ta cùng đến với offer tiếp theo. Xin mời. $30,500,000 vượt quá mức kỳ vọng của bạn là $500,001. Tôi nghĩ thế là đủ để chúng ta có thể tiếp tục, đó là bạn sẽ trao đổi với lại sếp Ngọc Lan trước khi đưa ra quyết định của mình là có chốt deal hay không. Nào, xin mời Minh Phú. Trước tiên thì em cảm ơn hai sếp đã cho em một cơ hội. Cho em xin phép hỏi sếp là vị trí làm việc của em thì tại khu vực nào ạ? Khi mà bạn trao đổi với người điều hành của công ty dạ, thì họ sẽ biết là bạn sẽ quản lý cái vùng nào, kinh doanh ở vùng nào. Dạ. Thế còn nhà máy thì ở dưới Hà Nam dạ, và trụ sở cũng Hà Nam. Dạ. Nhưng gần như anh em kinh doanh cứ một tháng gì đó mới về dạ, đấy họp một lần. Vâng. Tức là về cái công việc của thức ăn chăn nuôi ấy, thì dạ, bạn buộc phải chọn một vùng. Dạ. Ví dụ như bạn chọn vùng Hưng Yên hay Đông Anh hay là những vùng gì mà gần với dạ, Hà Nội. Nhưng hàng ngày bạn vẫn cứ về Hà Nội mà. Dạ, chỉ vâng, có một tháng mới phải xuống họp một lần tại dạ, đấy, vâng, Hà Nam. Dạ vâng. Vậy quyết định của bạn là như thế nào ạ? Bạn dạ, vâng, có chốt deal với sếp Lan hay không? Em quyết định chốt deal với sếp Lan. Em cảm ơn sếp. Dạ, vâng. Xin chúc mừng sếp Lan và xin chúc mừng bạn Minh Phú. Tôi mới chợt nhớ ra là còn có một công ty rất lớn mà tôi quên mất. Vâng, bởi vì chị Lan chắc là có cổ phần ở nhiều công ty quá, không phải lúc nào cũng nhớ ra không, là mình có cổ phần ở đâu. Chính start up là chị start up công ty đó và bản thân xin đất xây nhà máy thứ là chị. Nhưng khi mà nó quá vững rồi thì mình không còn để ý nữa vì chỉ có tên cổ phần thôi. Vâng, nhờ bạn sếp Lan mới nhớ ra được là còn một công ty to nữa. Vâng, dạ, may vâng, quá.
Sếp Lan đã đánh giá năng lực của mình và chốt deal một cái số mà hơn cái deal mà tôi mong muốn. Cảm xúc của mình rất là vui khi đã đến với cơ hội cho hai và chinh phục được các sếp đúng như cái định hướng ban đầu mình đề ra. Và đặc biệt một doanh nghiệp mà không hề xuất hiện trên cơ hội cho ai mà mình chốt được deal đấy, có vẻ đấy là một sự đặc biệt của chương trình lần này. Hãy đón xem Cơ hội cho ai mùa 5 phát sóng vào lúc 20:30 thứ 6 hàng tuần trên kênh VTV3 và 21:30 trên kênh YouTube Alo Media Entertainment.